Em bảo là em mang về. Ủa, không có relay. Đúng rồi, không có. Ờ, Giang nó chỉnh ok rồi mà chỉ. Có relay thì em. Hôm trước anh dán chắc nó. Treo lên cái là vừa bấm xuống là rớt luôn đó. Lao. Lao gì? Dán ở trong chắc không á. Nó là nhỏ. Thế mà hôm trước bà kêu là mình kéo tay, chắc cầm kéo luôn quá. Thì chắc không kéo xuống không được, mà vì nó xuống được chút xíu là chắc là bí quá, kéo xuống thì nó yếu hay sao, yếu sinh lý sao mà không xuống hết được đúng không? Màn này lâu lắm, màn này phải hơn mười mấy năm rồi đó. Đa Lai này đúng Đa Lai xịn luôn này. Cái hộp của nó, cái này cơ mà. Đó, thế là hộp bữa nó phân 17 cái hộp này cũng to đựng luôn được ha. Cái motor là loại lớn mình gắn vô cũng vừa luôn, nóng le luôn. Lấy chơi mỗi này lấy bà tán là sau đi á, tán luôn rồi bà tán sau đi chơi ba lỗ chơi vô vừa ngáo mà phải vậy thôi, lai xuống là vậy mà. Này lên chậm mà lên chậm cũng xuống chậm mà chứ không nhanh như cái ấy thường đúng không? Này là gì nữa? Này lên sau mà.